Cậu bé này nhìn như bị tự kỷ và động kinh, nhưng thực ra cậu là một thiên tài đấy. Có khả năng xếp hình tranh ngược và là ông trùm các con số. Đó là lý do lớn lên anh làm kế toán. Công việc áp lực khiến anh bị OCD. Cái gì cũng sắp xếp ngăn nắp, ngay cả miếng thịt nguội. Bố thằng dở hơi. Nhưng thằng dở hơi này chất, vì nó là sát thủ máu lạnh mãi mãi yêu hạnh. Mình đùa nhạt nhỉ. Và sau đây là recap sàm mật danh kế toán. Bộ phim mở ra với khoảng thời gian tuổi thơ của Chris, tên nhân vật chính, đang chơi trò xếp hình ghép tranh. Nhưng những đứa trẻ ở đây đều không bình thường, và cậu cũng vậy. Cậu được chẩn đoán bị bệnh tự kỷ, nhưng mất cái này thì được cái kia. Trí thông minh của Chris siêu việt đến nỗi cậu có thể ghép bức tranh xếp hình ngược. Mặc dù có vài phản ứng phụ, cậu gào thét về một cái tên, đó là Solomon Grundy. Đây là một nhân vật phản diện, nhưng thỉnh thoảng lại là phản anh hùng trong DC Comics. Nó như một tín hiệu cho nội tâm bất ổn của Chris. Tua nhanh vài chục năm sau, Chris lúc này đã là một kế toán thành đạt, làm việc cho một công ty tên là ZZZ. Công ty của anh khai thuế cho toàn bộ các cửa hàng xung quanh đây, bao gồm cả đôi vợ chồng già này, aka hàng xóm của anh. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho công việc thực sự đằng sau. Đó là đối soát và rửa tiền bẩn cho những siêu tập đoàn, và kiêm luôn công việc của một sát thủ nếu cần thiết. Những chiến tích này của anh ta đã sớm bị để ý, và cô gái da ngăm này chính là người để ý. Nhân tiện, cô ấy là Medina, một chuyên viên phân tích. Còn ông này là King, aka giám đốc bộ ngân khố Hoa Kỳ. Ông biết rằng Medina là một người có tài, nhưng vì quá khứ không sạch sẽ nên không thể thăng tiến. Nắm được điểm yếu của cô nàng da ngăm, ông uy hiếp và ép buộc cô gái theo dõi và điều tra về Chris. Họ phát hiện ra rằng Chris đang thực hiện những phi vụ về sổ sách cho rất nhiều tổ chức tội phạm trên thế giới dưới vỏ bọc một kế toán nhỏ bé, nhờ khả năng ghi nhớ về các con số một cách siêu việt, cùng với đó là kỹ năng ám sát của một sát thủ chuyên nghiệp, điều mà những khách hàng của Chris cần. Giờ tăng tầm, Chris lái xe về nhà. Anh muốn ăn nên lăn vào bếp. Căn bệnh OCD khiến Chris sắp xếp đồ ăn gọn gàng lên đĩa. Dao, nĩa, thìa được xếp cạnh nhau không lệch một phân. Cách giải tỏa căng thẳng của anh cũng thật khác người. Bật nhạc dung lượng có hại cho màng nhĩ và đèn chớp kiểu 1900. Trong cơn biêng, anh hoài niệm về quá khứ, khoảnh khắc mẹ anh chính thức trở thành người rừng khi dứt áo ra đi. Anh cố gắng uống những viên thuốc tự kỷ để không trở thành một kẻ thô bỉ, sau đó đi luyện bắn súng vì anh là sát thủ mà. Mệt mỏi sau những giờ xả súng căng thẳng, anh quay về một gara xe nhà, nơi anh cất giữ tất cả những gì quan trọng với mình, từ súng ống, tiền và đặc biệt là những bức tranh vô cùng nổi tiếng, không ai biết. Anh nằm thư giãn và dần chìm vào giấc ngủ. Những mớ ký ức vẫn chưa buông tha anh. Trong cơn mơ, anh quay về lúc anh mới bắt đầu mọi chuyện. Ông này là Silverberg, aka sư phụ của Chris. Ông là người đã nhìn ra khả năng và huấn luyện anh trở thành bậc thầy số học. Người đàn ông này cũng không ngừng khuyên Chris đừng lặp lại những sai lầm như ông ta. Sáng hôm sau, một cuộc điện thoại gọi tới. Khách hàng liên lạc với Chris qua một giọng nói tên là The Voice, để nhập vũ khí công nghệ cao vào Ả Rập. Đồng thời anh còn được biết là mình đang bị để ý. Đối tác lần này là một công ty về công nghệ robot tương lai dành cho người tàn tật. Chris đến trụ sở Living Robotics sau lời mời điều tra sổ sách từ Rita, aka chị gái Lama. Ông này là Ed và bà Rita, hai nhân viên cộng cán của công ty. Họ coi thường trình độ của anh và cho rằng anh đang làm phí thời gian của cả hai bên, nhưng anh không quan tâm. Chris sau đó chính thức gặp Lama. Ông già này luyên thuyên nhiều thứ về nhân sinh quan và kết lại việc công ty này như một đứa con tinh thần của lão. Ông muốn Chris trở thành người giám hộ cho công ty để biết điều gì đang xảy ra với nó. Chuyển cảnh qua Zurich, Thụy Sĩ, chúng ta được giới thiệu một nhân vật mới. Hắn là Braxton, một tên sát thủ tư nhân được thuê để sang nói chuyện âu yếm với Simon DeWay, nhà sáng lập của DeWay Capital. Quay trở lại Mỹ, nơi Chris gặp một cô gái xinh đẹp, nói nhiều và thích mời anh ăn bánh ngọt. Cô này tên là Dana Danza. Thật ra là Dana Cummings. Và cô có vẻ quan tâm đến Chris. Đáp lại tình cảm đó, anh liền đuổi cô ra khỏi phòng và chính thức bắt đầu công việc. Trong lúc đó, tại tòa nhà liên bang, giám đốc ngân khố Raymond King đang cố gắng mị dân trước tin đồn về việc rửa tiền giữa các nhà băng và bọn khủng bố. Cô nàng phân tích Medina thì đã biết được Chris không chỉ là master về các con số mà còn có kỹ năng sát thủ thượng thừa. Như người tính không bằng trời tính, Chris đã bị leak một đoạn ghi âm để phân tích. Medina cố gắng giải mã đoạn ghi âm và phát hiện câu đồng giao kinh điển của Chris từ khi còn là một đứa nhỏ về Solomon Grundy. Không hay biết điều đó, Chris lúc này đã bắt đầu công cuộc điều tra sổ sách trong mấy chục năm của Living Robotics. Bảng là không đủ chỗ, anh lấp đầy các con số lên cửa kính xung quanh căn phòng. Sáng hôm sau, nàng Dana lắm mồm nhìn thấy Chris vẽ bậy lên kính không khỏi bàng hoàng. Và 61.679.000 đô là con số mà công ty đã bị thất thoát, Chris chia sẻ. Tối hôm đó, Ed được tay sát thủ Braxton ghé thăm. Và một tên sát thủ thì không thể đến để mời đi ăn lẩu được. Sáng hôm sau, Lama chấm dứt hợp đồng với Chris vì cái chết của Ed. Hội chứng căn bệnh tự kỷ khiến anh khó chịu khi không hoàn thành công việc. Chris vội vã về nhà, bật nhạc thật to và ánh đèn nhấp nháy, nhưng có vẻ lần này không hiệu quả.
Sau một hồi vật lộn, anh uống một viên thuốc và mọi việc có vẻ khá hơn. Anh hoài niệm về tuổi thơ khắc nghiệt, bị ông bố đấm hộc huyết máu mồm. Lúc này, có hai tên sát thủ mò đến nhà ông bà hàng xóm tìm anh. Với kỹ năng thượng thừa không thua gì hoàng tử Ba Tư, anh khiến ngày này năm sau của bọn chúng trở thành dỗ đầu. Và hỏi cung một tên thì biết được bọn chúng còn muốn giết cả Đa Na nữa. Anh liền lái xe tốc độ bàn thờ đến chỗ nàng thơ kế toán. Trên xe, Chris liên lạc với The Voice và xóa sổ mật danh Chris hiện tại. The Voice khuyên anh chàng si tình đừng có hứng tình, nhưng có vẻ như xe càng ngày càng đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến được nơi Đa Na cư ngụ. Combat nảy lửa diễn ra và thật dễ đoán phần thắng thuộc về ai. Brax tức giận vì lũ đàn em ăn hại đái ngồi nên bèn chuẩn bị chính thức ra tay. Sau khi cứu được nàng thơ, Chris đưa cô về xào huyệt xe nhà của mình, điều mà anh chưa từng làm trước đây, để giữ cô an toàn. Lúc này, nhà phân tích Medina đã lần ra manh mối và mò ra các mật danh của Chris đều liên quan đến các nhà toán học nổi tiếng. Cô càng ngày càng gần hơn với việc tìm ra chàng kế toán. Trong khi đó, Chris và nàng thơ của mình thì giờ đã đến một khách sạn, chuẩn bị đến đoạn hôn nhau, thì anh chàng kế toán nảy ra một giả thiết về số tiền tâm hụt của công ty Robotics. Đại loại là bà Rita tự biển thủ số tiền của công ty mình, anh phi xe đến nơi ở của bà ta, thì đã quá muộn. Rita đã chết và anh nhận ra người đứng sau tất cả là Lama. Có vẻ ông ta thuê Braxton xử lý bà này. Sau một đêm lao động hăng say, Medina cuối cùng cũng lần ra được Chris. Cô nhanh chóng đến báo cho Ray King. Hai người lập tức khởi hành tới Chicago và mò tới nhà của Chris. Trong khi đó, Chris quay trở lại khách sạn, viết lời nhắn cho Dana và rời đi. Còn sát thủ Brax và đàn em thì đang bày binh bố trận tại nhà Lama để bảo vệ hắn. Ray King ngồi tại nhà của Chris, nói tất tần tật về những gì ông ta biết về anh. Từ việc là con trai của một đại tá quân đội, đến trở thành đệ tử của ông trùm rửa tiền Francis Silverberg và việc anh đã chỉ điểm cho ông phá các vụ án như thế nào. Tối hôm đó, Chris viếng thăm căn hộ Lama, một cuộc đọ súng mãn nhãn diễn ra. Một mình Chris đưa tiểu đội về nhà tang lễ Phùng Hưng. Sau khi chiến đấu ác liệt, tất nhiên là bị thương. Để trấn tĩnh lại, anh đọc bản đồng giao huyền thoại Solomon Grundy. Brax qua màn hình camera nhận ra anh trai của mình. Cậu lao xuống đoàn tụ với người anh trai tự kỷ bị OCD. Định giết tao cơ đấy, thằng mặc áo bó. Chris à? Không, em phải gọi anh là gì nhỉ? Ronaldo? Nadal? Einstein? Chắc chắn là Einstein rồi. Ông già đó là nhà vật lý thiên tài ạ. Nhân tiện thì tóc ông ấy cũng khá giống em đấy. Rồi hai anh em lao vào nhau chơi ủ xu. Brax trách anh trai mình và ông Bo vì đã đến tang lễ của mẹ. Ở trên màn hình camera, Lama hoài nghi về xu hướng tính dục của hai chàng trai. Brax tiếp tục đổ lỗi cái chết của cha là do Chris. Anh thi triển vị xuân quyền như dùng chân lên anh trai mình. Chris không phản đòn mà biến mình thành bao cát phó mặc cho em trai mình đấm đá. Anh vật Brax xuống và cả hai làm hòa. Rất hề. Bỗng chốc, hai chàng trai hóa vin dầu nhất, buôn chuyện về giá trị gia đình các thứ. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt chàng trai có mái tóc giống Einstein. Lama không muốn tiếp tục xem chương trình người xây tổ ấm, lao ra và nói: "Hai thằng chúng mày ngồi đây và làm nhảm về nhân văn, trong khi vừa tiễn đưa cả một tiểu đội thành kính phân yêu. Chúng mày có muốn biết thật sự nhân văn là gì không? Tao đang lắp tay cho Dương quá, lắp chân cho Nguyễn Ngọc." Quay trở lại tòa nhà liên bang, trước nhiều tin đồn và cái chết của Lama, Benida và Ray King tiếp tục lấp liếm để bảo vệ Chris. Chuyển cảnh qua nhà thương điên Châu Quỳ, Hà Nội, aka chỗ ở của Chris và em trai hồi nhỏ. Bộ phim giới thiệu về một đứa bé mới cũng bị tự kỷ và thông minh vờ lờ. Hứa hẹn về một phần phim tiếp theo. Ở đây, chúng ta còn được biết danh tính thật sự của The Voice. Bộ phim kết thúc với Dana quay trở lại gara xe nhà của Chris, nhưng không thấy anh đâu. Anh tặng cô bức tranh Dana thích nhất, rồi biến mất như một fuckboy. Tôi là Châu Huệ Linh, đừng quên đăng ký cho The Reviewer, người chơi điện tử, người chơi đổ. Vui vẻ. Còn bây giờ thì, see ya!